Em dạ. Ngồi 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 đi tự nhiên. Dạ em xin chào MC Nam Thư và khán giả. Em tên là Dương Văn Tiến. Em ở Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu á. Đất Đỏ ha. Dạ. Rồi. Ê đồng hương em nè. Em nhiêu tuổi? Dạ em 31 tuổi anh Linh. Em làm nghề gì? Dạ với quê hương em là làm chuyên về nông nghiệp anh Linh. Nhà em được mấy công? Ở dưới em mày tính hecta không mà ở dưới em được 1 hecta năm á. Dạ, lại ở dưới kêu là mẫu rử anh Linh. Mẫu rử á. À, dạ. mẫu rử tức là khoảng 15.000 m². Dạ đúng rồi anh. Đúng không ta? Dạ đúng. Chúc mừng em. Dạ. Anh ở đây có 200 m mà muốn chết luôn. Không mà giờ dễ làm anh Linh. Dễ không? Dễ làm. Nào giờ chúng tặng anh công được không? Dạ được. Tặng cho chị Nam Thư công luôn. Trời ơi con. Ê hứa nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Đất Đỏ tôi biết à. Khoan nha. Bây giờ mình khoan nói chuyện như này tặng ra, mình nghe bạn gái giới thiệu rồi mình tính tới cái vụ tặng tặng nè. Mời bạn. Dạ em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào anh trai bên kia cùng toàn thể dạ, tất cả quý vị. Dạ anh chào em, dạ anh chào em. Dạ. Em tên là Ngô Thị Cẩm Thu ạ. À. Năm nay em 24 tuổi. À, hiện em đang là dược sĩ sống và làm việc tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. À. Wow. À. Đồng hương hả chị? Đồng hương. Rồi đợi xíu để qua coi ai tặng đất nè. Đất Đỏ. Đất Đỏ đúng không? Dạ quê hương nhỏ thì 6 chị. Rồi đồng hương. Giờ cho tôi cho nhiêu đây? Công không? Hơn công cũng được chị. Vậy dạ, là thiệt. Một chút là tặng vợ là nhiều hơn rồi nha. Dạ. Mình mai mối là người công rồi đúng không? Dạ. Méo tay có hứa nha. Có mai hứa mối mà. Là người công hả? Hợp lý. Mai là xuống dưới công chứng luôn. Trời ơi. Hay quá, sọt quá. Chị là chị kích kết em rồi đó. Dạ. Dụ mà nội vô chưa gì mà ập vô đưa cho hai MC hai công đất là thấy ngon. Tươi. Cô gái dược sĩ bên kia, cô có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Em có những nhược điểm là nhiều khi là trong vài trường hợp thì em hay suy nghĩ cho người khác quá nhiều, dẫn đến là hay thiệt thòi về bản thân xí. Em khá là hoạt bát, thân thiện, vui vẻ, cho nên các cô, các bác ngoài chợ thì chấm em làm đối tượng cháu dâu, con dâu hơi nhiều. Nhưng mà thấy phụ huynh thôi, còn học sinh thì không thấy ai ra hết, cho nên mới ế tới giờ ạ. Dạ, với lại thì em có một cái tinh thần văn nghệ rất là khủng khiếp. Rồi, hát cái cho nó sung coi nào. Hát đi. Dạ, anh ơi, một hồi nữa em gặp bạn anh trai bên đó thì em hát một đoạn rap ngắn được không ạ? Được. Rồi, khi nào kéo rào dạ, đúng rồi ạ. Nha. Còn bạn nam nè. Dạ, ưu điểm của em là không có hút thuốc, không có nhậu cờ bạc gì hết chị. Khuyết điểm của em là sợ đám đông á. Em có một cái ưu điểm rất tuyệt vời luôn. Dạ, cái gì anh Linh? Ga lăng. Mới gặp anh với Nam Thư tặng người công rồi đó. Rồi kêu đi công chứng nữa. Dạ. Chứ là em không biết hát nhưng mà em có sức khỏe tốt, em có thể hít đất rồi được á anh Linh. Tự động hít đất luôn hả? Dạ. Rồi làm liền được mấy chục cái liền em. Nam Thư muốn nhiêu? Thì mấy trăm cái đó hít. Ôi trời ơi. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thôi ngưng rồi, ngưng. Dạ ngưng. Để em làm tiếp thì chẳng được ạ. Ta khỏe mà. Đó giờ mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đó giờ em có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì chia tay lâu, còn mối tình thứ hai thì mới chia tay được gần 2 năm chị. Đó hơn em tới 12 tuổi chị. Trời ơi. Với lại bạn gái của em thì hay nghe lời mẹ đó. Với lúc quen em cũng có tặng quà nhiều cho bạn gái lắm. Ôi tặng quà hả? Dạ. Món quà giá trị nhất mình tặng cho bạn gái là nhiêu rồi? Đậm dạ nhiêu? Lúc đó em mua dây chuyền á chị, với chiếc nhẫn luôn là khoảng 15 triệu chị. Trời ơi dữ luôn ta. Trời ơi sọp ghê không? Ga lăng ghê không? Ga lăng mà. Rồi rồi chia tay xong có đòi lại? Dạ không, em không có đòi quà chị ơi. Ờ đúng, mình đàn ông là vậy, chia tay dạ. Không đòi quà. Hỏi ra xem bạn gái coi trải qua mấy mối tình rồi. À. Dạ em thì chưa có mối tình chính thức nào mà gọi là sâu đậm, mà chỉ có tìm hiểu nhau thì khoảng 1-2 tháng. Là không hợp thì không quen nữa à. Có nắm tay trai lần nào chưa em gái? Dạ có ạ. Có hôn lần nào chưa? Dạ có. Bây giờ nè, anh này sốt sắng, nó có công đất là sốt sắng lắm. Dạ. Trời ơi, trời Linh, em với anh tự nhiên lúc này. Bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái thế nào? Dạ mẫu bạn gái em thì hiền, với lại có công ăn chuyện làm ổn định giống như em là được rồi. Ừ. 1m55 đổ lên là được anh. Ồ dễ, phụ nữ là từ 55 trở lên nhiều. Rồi em không đủ tiêu chuẩn rồi anh ơi. Em nhưng em... mà nghe tiếng em thì anh thấy cũng dễ thương, chắc em cũng ok ạ. À. Ok. Em không thích điều gì ở phụ nữ là lăng nhăng vậy thôi chứ hơn. Để anh qua anh hỏi coi. Ồ chào em gái. Dễ thương chưa? Dễ thương này nha. Xinh xắn. Này chắc nó gặp nó tặng hai công luôn á.
Bây giờ em nghe anh bên đây nói em thấy như sao? Dạ em thấy ảnh cũng khá là hiền, nhưng mà có một cái điểm là em cũng nghe rất là nghe lời ba mẹ, cho nên anh ráng làm sao lấy lòng được ba mẹ em là em chịu hết. Ba mẹ của em cũng như ba mẹ của anh, tại vì có ba mẹ của em mà mới có em, nên anh sẽ quý trọng ba mẹ của em. Nó nghe dạ. Ba gặp mặt tặng hai công đất liền, hai dạ. Bác hai công, hiểu không? Hợp lý đúng không? Ê, nói hồi chắc nó tặng hết mẫu rưỡi luôn á. Không, cái đó là ruộng, còn mình làm rẫy có trồng mì nữa anh. Có trồng mì nữa hả? Dạ. Có mì nữa, mì là nhiêu mẫu? Mì của em là 3 mẫu lận. Trời ơi, đất còn nhiều, không sao không nhiều sao. Quá. Tặng anh thêm mẫu mì. Trời ơi, anh làm em cảm thấy anh mất mặt quá vậy anh Linh. Mất mặt quá, thấy đất sao nó rần rần con người. Anh Linh, anh có thấy em với bạn gái này có điểm gì chung không? Nút ruồi. À, trời ơi, nút ruồi này khó kiếm lắm nha. Đó giờ có ai có định kiến gì với nút ruồi của em chưa? Dạ có một hả? Bạn nam mà em tìm hiểu là bạn đó nói á, nếu mà cưới em về á là em phải xóa cái nút ruồi này. Ủa, tại vì bạn đó sợ mọc lông mà. Nhưng mà 20 mấy năm trời của em không mọc thì mắc mới gì là em lấy bạn đó về nó mọc mà bạn đó lại bắt em phá. Khoan, để hỏi bên đàn trai coi. Em có quan tâm gì tới mục ruồi không? Dạ không. Nếu mục ruồi nó có nhiều sợi lông. Dạ con không sao anh. Nếu dễ thương được. Dễ thương được không? Dạ. Được rồi đó. Được, được. Rồi, bây giờ thí dụ bà đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bên đàn trai bước tới? Dạ nói chung là mình tìm hiểu hợp nhau thì em bao lâu cũng được. Bây giờ hỏi anh câu nữa nè, em ghét điều gì ở đàn ông? Em không thích sự vô tâm và không có tôn trọng bạn gái của mình á. Em có quan tâm chăm sóc phụ nữ không? Dạ em quan tâm mình số 1 luôn anh. Thấy chưa? Trời, em lo cho bạn gái từ ly từ tí luôn á. Được không? Dạ được. Về có chuyện sổ đỏ cho bạn gái không? Dạ chuyển luôn anh. Ê cưng. Dạ. Nãy giờ chị nói vô á nha, chứ nói dạ. Chủ công đất về công chứng là thiệt nha, đừng phải nói chơi nha. Mai là ok. Chị với lại anh Linh về dứng là có công chứng liền. Ok. Mai là nghỉ quay bạn mối họ đi công chứng trước đó. Rồi, hôm nay Thu đi với ai nè? Dạ em có đi với hai chị họ và hai người bạn thân của em ạ. Rồi, xin chào. Trời ơi, thấy không? Dạ em chào MC Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Thì qua thông tin của hai bạn thì em thấy anh trai bên đây thì cũng khá là dễ thương. Tuy là hơi nhút nhát một tí, có đôi chút ngược lại với bé Thu, tính cách của bé Thu. Tại vì bé hướng ngoại, bé năng động thì em nghĩ là nó cũng sẽ có sự bù trừ qua lại. Thì nếu mà hai bạn mà cho nhau cơ hội để mình hẹn gặp nhau, tìm hiểu sâu chương trình này thì em nghĩ là nó sẽ khá tốt. Nhưng mà em thấy anh dễ thương không? Dạ, em thấy bạn trai đó nó hiền, rất là dễ thương. Theo em bấm nút không? Dạ, bấm nút đi Thu. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với chị dâu em ạ. Em là chị dâu của Tiến. Chị thấy bạn này được đó Tiến. Còn em phần Thu á, thì em khỏi phải lo đi. Chị là chị dâu của Tiến nè. Về làm dâu thì rất là ok luôn. Mẹ chồng chị là dễ số 1 luôn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Rồi, như vậy là hai bên cũng có ý kiến khá tốt nha. Dạ. Bây giờ hai đứa gặp mặt cái coi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào anh. Món quà tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà tặng cho. Khoan, cái này. Cái này em có tặng cho chị Nam Thư với lại anh Quyền Linh. Anh Linh. Hai ngày gì vậy trời? Dạ, tốt quá bạn. Trời ơi, cảm ơn cưng. Trời ơi, anh Linh ơi. Dạ, cái này em tặng cho anh Linh. Dạ, trong đây là bộ tượng Tứ Không. Nó có ý nghĩa là mình không nghe, không thấy, không nhìn với lại không làm những cái điều mà trái quấy trong cuộc sống á. Em mong mọi người thì tâm luôn an yên trong cuộc sống á, Sobo này. Hay quá. Dễ thương quá. Cảm ơn em nhiều nha. Này để cất vô công đất kia. Dạ anh thấy xem sao ạ? Anh thấy em xinh, dễ thương. Dạ anh có mấy người anh ha? Nhà anh thì có hai anh em. Anh là nhỏ còn anh trai anh nữa. Em thì cũng có một anh, em là Út. Hôm nay mình gặp cũng như là cái duyên rồi, anh hy vọng là dạ. Mình sẽ bấm nút với nhau cho nhau cơ hội. Chưa gì vậy, chưa gì. Hỏi nhau à, quên nữa, hồi nãy em có nói là sẽ tặng anh một bài rap ngắn. 3 giờ em còn chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng mấy người em phụ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào em cũng như là người đang trên mây. Tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là sân diệu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em đang thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện em nói đâu phải ngày 1, ngày 2, nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để anh remix là anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em lại thấy bay bổng.
bỗng chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại đem nói nhỏ, anh làm cái gì cũng để em phải nói ỏ. Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ, suốt là nói lên tiếng vớ vẩn cũng để em đem về nhà ôm mơ. Chuyện trò với anh cả đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cỏ, không men, không rượu, nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhé. Nhà anh có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa làm tim đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở mà lại di chuyển vào tim em. Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với em đi chứ sao cứ còn hoài tìm ai. Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng mà để ôm anh hay chỉ đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại. Anh xin hết ạ. Rồi. Cái điều này là em nghĩ không những một công đất mà mấy mẫu đất là đi hết sạch. Sao không dài xuất sắc cho bạn xuất nữ. Sắc em trai cảm nhận thế nào em trai? Ngoài sức tưởng tượng của em cho mấy công đất chắc phải cả mẫu luôn quá. Dạ. Anh hỏi bây giờ em gặp ai cũng cho đất nhưng mà đất là ai đứng tên vậy? Dạ em đứng tên. Thiệt không? Dạ, ừ, tại vì hồi đó em có làm, em mua thêm mớ nên em đứng tên. Trời ơi, đứng tên chắc quá. Anh rồi. Em có 1m5 mà. Không, không sao, em dễ thương mà. Dạ, dễ thương. Nhưng mà hai đứa mình mà vậy là vừa rồi, sinh con là vừa. Trời em phải chuẩn bị cho đám cưới rồi. Tinh thần với lại vốn liếng cho đám cưới rồi. Còn hết luôn rồi hả? Dạ, bạn gái ok là chỉ về cưới thôi. Trời ơi, rồi em nghĩ sao về chuyện làm dâu hả bé Thu? Em thì dễ lắm chị, tại vì em khá là được lòng những người lớn tuổi á. Ừ. Cho nên là chị làm dâu với em thì em nghĩ là khá là dễ. Với lại nhà em thì không có làm dâu chị ơi. Mẹ em thì phụ chị, em bán suốt ngày à. Nên mình cưới nhau coi như là ở không có làm dâu à. Nói chung là đây rất là thuận lợi đó. Bây giờ mình chốt lại đi, mình nói gì đó nè. Mình nói đây trước khi mà mình quyết định tới cái ghế bấm nút nè. Rồi nếu mà cả thế giới này quay lưng với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới đi yêu em. Thấy chưa anh Linh? Nói câu tôi muốn xỉu luôn rồi. Vậy là quá dữ luôn rồi đó. Mình sẽ để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy trung thực với cảm xúc của mình. Nếu mình cảm thấy người đó làm cho mình thật sự rung động, đó là một nửa của mình, thì các bạn hãy bấm nút. Còn không, không sao cả. Đừng tự lừa dối con tim của mình. Suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng có mờ mắt gì đất nha. Nói gì nói, tình yêu phải là từ trái tim. Tình yêu không phải vì tủ thuốc nha. Dạ. Phải suy nghĩ thật kỹ, bây giờ mình có thể nói vui. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có rung động hay không. Ừ. Nào, chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Yeah. À. Đây. Đây, mời bé, cô bé nè. Nắm tay nhau đi nào. Nắm tay nè. Bạn Thu đã cho em cơ hội, em hứa với mọi người là em sẽ chăm chút bạn ấy đến trọn đời ạ. Không làm bạn ấy khổ, không làm bạn ấy khóc vì em. Hay quá, này nó có duyên ghê ta. Rồi, Thu. Thu không xin rồi. Để Thu cho anh Thu một cái nha. Dạ. Dạ đó trời. Trời ơi. Đã ghê luôn á, đi coi phim hôn nhau nhiều hơn nha. Dạ. Cụm đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Niệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton và máy nước nóng nhãn hiệu Atlantis tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Đó. Rất là dễ thương, không phải vì công đất đâu. Và vì cái sự chân thật của bạn ấy. À, rất là chân thành phải không? Chân thành, rất chân là thật luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nối với cặp đôi thứ hai. Dạ, ưu điểm của em thì là em siêng năng, thích làm nấu ăn. Nhưng mà em chỉ thích làm những cái món ăn vặt thôi, giống như là bánh trái cây gì thôi. Còn
giống như nêm nếm đồ ăn thì em cũng không có được ngon cho lắm. Em có tưởng tượng ra cảm giác mình hung là như thế nào không? Không biết. Không biết luôn. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào bạn bên cạnh. Chào quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Hoàng Dương, 31 tuổi, sống và làm việc tại Long An. Làm gì Dương? Em vận hành máy trộn bê tông. Mời bạn nữ. Em tên là Mạch Chuyên Ngân, năm nay em 27 tuổi và em làm kế toán tại Long An. Và gia đình em thì ở Sài Gòn. Em làm ở huyện nào? Dạ em làm ở huyện Cần Giuộc á anh. Cần Giuộc, còn em ở huyện nào? Dạ em huyện Cần Giuộc luôn. Trời đất ơi. Cái gì trùng hợp hỏi, quá vậy, hỏi, hay hỏi quá nè. Không? Hai bên hỏi đi. Em ở Cần Giuộc ở xã nào em? Xã Tân Kim anh. Tân Kim ở gần anh ở xã Đông Thạnh. À. Tại sao bạn gái thì mình là sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà làm việc là tại Long An? Dạ thì tại vì công ty của em thì cái xưởng nó nằm ở dưới nên em phải làm ở dưới. Tức là em đi làm là em phải đi đi về về. Dạ đúng rồi, em có xe đưa rước của công ty. À bạn hãy nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết hát ba thể loại, giọng cổ, bureau với trẻ. Còn khuyết điểm của em là em hay quên chứ em bị sợ độ cao. Rồi bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của bà là gì? Dạ ưu điểm của em thì là em siêng năng, thích làm nấu ăn nhưng mà em chỉ thích làm những cái món ăn vặt thôi, giống như là bánh trái cây vậy thôi. Còn giống như nêm nếm đồ ăn thì em cũng không có được ngon cho lắm. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chưa có mối tình nào anh. Chứ là chưa yêu lần nào luôn hay hả? Dạ. Ây cha. Còn bạn nam, mình đã có mối tình nào vắt vai chưa? Em có hai mối tình nè chị. Tình đầu tiên thì em quen có mấy tháng à, cũng không hợp nhau rồi hai đứa chia tay. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai em quen được 3 năm. Lý do thì hai bên gia đình có chuyện nên không có đồng ý với nhau. Rồi coi như cái số phận nó không có duyên rồi ha. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em không yêu cầu ngoại hình bạn gái mình. Em chỉ cần vui vẻ, hòa đồng với biết ông, biết bà, biết cha, biết mẹ. Cao thì cỡ 1m55 trở lên. Mày thì dễ nhìn thôi, không cần gì nhiều, mắt, tai, mũi, miệng đầy đủ. Đơn giản ha, bạn nam cũng đơn giản thôi. Còn bên nữ? Thì cậu em thì bạn nam cao từ 1m7 trở lên, từ 70kg anh. Em 1m65 và... 68. Bên đây có 68 mà, được không? Có vài độ mà anh. Có vài độ. Rồi gì nữa em? Ngoài ra là không có tính gia trưởng. Biết sửa chữa những việc, những dụng cụ lặt vặt ở trong nhà, giống như là hư cái bóng đèn hay cái ống nước hay gì đó cũng biết thay anh. Cái đó là làm được đó. Em hát được 3 cái dòng nhạc luôn. Rồi bây giờ em lên giọng cổ nghe thử coi. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu ô tước trên dài ngân hà, chất nơi hồi ngô ngu lan sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng góc gần, vì ai gieo cánh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi. Biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Hay, hay quá. Hát hơi dài luôn, chịu mới chịu nha. Rồi, coi bên nữ có hát gì được không, đáp lại cái coi. Dạ, dạ không? Mình bên mình có gì mình đáp trả nhà trai bên đó. Ừ. À, em thì em chỉ nhảy thôi chị. Vậy thì đợi. Đúng rồi. Xíu nào kéo rào rồi mình nhảy nha. Đúng rồi. Chứ mình giờ mình nhảy hồi mình nhảy qua rào nó kỳ. Đó. Trước giờ mình có người yêu chắc mình có hôn bạn gái mình rồi đúng không? Dạ có chị. À có nắm tay đúng không? Dạ có, hôn trước nắm tay còn. Trời ơi sao hay quá vậy? Em. Dạ. Em hôn bạn trai bao giờ chưa? Chưa chị. Bên này chưa nha. Em có tưởng tượng ra cảm giác mình hung là như thế nào không? Không biết. Không biết luôn. Chưa có kinh nghiệm nha. Hỏi coi có thích hung không? Em có thích hung không? Hung ở đâu mới được chị? Hung ở đâu mới được anh? Dạ hung má. Hung muốn hung đâu cũng hung luôn. À muốn hung. Tức là em muốn hung ở đâu? Đúng không? Có được phép lựa luôn hả chị? Ủa anh có được phép lựa luôn hả? À được luôn, em muốn lựa ở đâu? Vậy má đi chị. Má thôi nha. Rồi. Trời ơi nãy giờ thiệt cách chán ghê. Một chút xíu chia sẻ kinh nghiệm hung cho bạn gái nha. Dạ. Để anh qua xem coi nha. Chờ anh. Chờ anh gái. À, em đi làm xa như vậy rồi ngày nào cũng đi về về vậy đó hả? Dạ không, tại vì bên em thí dụ như làm xa vậy thì công ty có chính sách là sẽ được về sớm anh. Sau này giờ có nhà ở sẵn là về dưới luôn không? Dạ cũng được anh, gần chỗ đi làm.
Em không thích cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ hút thuốc anh. Có không? Dạ không hút. Có không nha? Thấy tại vì lúc trước một tháng em hút chừng một hai điếu, giờ em bỏ luôn rồi. Rồi tốt. Điệu quá anh. Nhiều ông đeo trang sức đồ vuốt tóc bóng bẫy nhìn nó kỳ lắm. Có điệu không? Em đã có điều điệu. Rồi anh thấy cũng ổn đó ha. Bây giờ là mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Hôm nay Ngân tới đây, Ngân đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi một mình đó chị. Tại vì ở nhà thì em có dẫn em gái theo. Nhưng mà em gái em nó gần sanh rồi đó chị. Cái nó báo mệt nên không có đi được. Dạ. Có chị sẽ tư vấn cho em. Không sao. Bên đây mình đi với ai vậy em trai? Dạ em đi với cha, với chú ba, với đứa em con chú bác. À rồi chào chú. Chào chú Quyền Linh với cô Nam Thư. Dạ chào tôi chú. Là cha của Hoàng Dương. Tôi thấy em gái này, cháu gái này cũng dễ thương. Mà có cái nghề ổn định này cũng tốt rồi. Mong hai đứa tác hợp với nhau tiến tới sâu hơn nữa. Cảm ơn chú nhiều. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới gặp mặt thì anh có quà tặng cho em. Dạ cảm ơn anh. Sao Ngân? Hồi nãy em nói nếu mà em có mặt nhảy thì bây giờ khi mà gặp mặt nhau kéo rào ra rồi mình nhảy. Dạ có chị. Rồi biểu diễn. Rồi biểu diễn liền. Biến nhạc. Vô. Oh yeah. Lên. Ôi. Yeah yeah yeah. Kề nó dễ thương, nó nhẹ nhàng, giống đít quá. Em có cái điệu nhảy nào mà nó sung sung hơn, hiện đại chứ không? Dạ được anh. Thôi, nhạc hiện đại. Vô. Bạn trai có thể đứng dậy nhảy cùng bạn gái luôn. Dạ được. Đúng rồi đó, tung lên nha. Vô. Đúng rồi. Tới luôn. Tự do, mỗi đứa tự do. Tự do đi, nhảy tự do đi. Vô. Hey. Hay quá. Ba chị rồi. Hay quá. Vỗ tay mọi người ơi. Đó vậy. Cưới nhau rồi mà có cãi nhau mở nhạc là hai đứa nhảy là vui. Đứa nhảy giống như gạt nước. Ông vui dễ thương rồi đó. Em cảm nhận gì anh như thế nào? Anh cảm nhận em như thế nào? Em thì muốn hay á. Nói chuyện cũng dễ thương nữa. Quan trọng đó là hai người phải tin tưởng nhau. Quan điểm của em là đôi khi mọi người phải có một cái không gian riêng. Suốt ngày soi mói hôm nay đi đâu em đi đâu gì đó. Em không thích cái điều đó. Quan tâm quá phải không? Không phải quan tâm quá anh. Kiểu giống như là kiểu như trói buộc, ràng buộc nào quá giống như thể hiện giống như cái tính gia trưởng anh. À đúng rồi. Anh tình cảm thì anh chỉ cần sự quan tâm, chia sẻ và lo lắng cho nhau thôi. Anh hay đi nhậu không anh? Cũng ít lắm. Nếu mà thường thì nếu công việc của anh á thì đi làm nguyên ngày hay sao? Ừ đúng rồi, anh đi làm 8 tiếng. Đi ca. 8 tiếng đi ca hay đi tiếng anh? Ca. Anh thì anh có thích đeo trang sức không anh? Thì cũng có đeo mà. Nhưng mà thấy đeo gì cũng cổ. Này đeo Phật. À. Đeo cho phù hộ thôi chứ không có gì hết. Anh nhà có lãng mạn không anh? Anh thì lãng mạn cũng ít chứ không nhiều. Ít là sao anh? Đó giờ anh quen bạn gái cũng anh cũng ít lãng mạn lắm. Thí dụ chẳng hạn như mấy cái lễ nè thì cũng có tặng quà thôi chứ. Tặng quà thôi, thí dụ anh tại vì sở thích của em thì em hay thích đi lắm nhưng mà thì đi chơi đó, chơi tặng quà. Anh chỉ muốn sau này cứ em về anh có người để quan tâm chia sẻ những niềm vui với những nỗi buồn, những khó khăn trong cuộc sống anh. Em thấy người đối diện có hợp với em không? Dạ thì
thế tính cách chứ cách nói chuyện là được. Em không quan trọng bề ngoài. Em thích điều gì của cô ấy? Em thích nhảy nãy. Thích nhảy trời. Ấn tượng giờ vẫn thích cái nhảy không à? Nhảy đẹp quá hả? Dạ. Thấy vui đúng không? Dạ. Giờ nè, hát câu bolero tỏ đúng tình. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, lầu kính trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Hay, hay quá. Bây giờ nè, anh nghĩ ra cái này với mà em thích cô gái này nhảy đúng không? Đúng em, anh. Em hát cô gái nhảy, chồng hát vợ nhảy cho nó ấn tượng nào. 2, 3. Con bướm xinh, con bướm xinh, con thôi đừng có nhảy mạnh quá, nhảy nhẹ nhẹ thôi. Nó múa trước mặt cho anh coi thôi, anh khoái múa. Rồi bắt đầu. 2, 3. Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặc, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỏi em có hiểu có hay. Hay quá, vỗ tay. Bây giờ mình để tay vào nút bấm nè. Thực sự là mình phải có trách nhiệm với nút bấm. Suy nghĩ kỹ nha. 3 2 1. Hết thời gian. Wow. Yeah, rồi. Em cầm luôn. Mình sắp có một đám cưới và tiết mục là chú rể hát cô vô múa mọi người. Hết sức là thú vị nha. Dễ thương lắm. Thôi nắm tay nhau đi nào hai bạn. Dễ thương á, chàng trai thật thà lắm nha. Anh thấy đây là một chàng trai rất là chất phác luôn đó. Nhưng mà nãy giờ múa rồi nói chuyện này kia, nhớ em tên gì không? Em hay quên. Múa hay quá quên tên luôn. Em gái nó nhớ chàng trai tên gì không? Trời đất ơi. Hai đứa nó hợp nhau ghê mọi người à. Quên tên rồi, nhắc lại cho coi nè. Đây là tên Dương. Tên Dương. Đây tên Ngân. Ngân. Đây là chiếc vé xem phim của cặp đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Giờ cầm vé xem phim hung cái coi như tình cảm cái nào. Bắt đầu. Xinh xinh nào ngoài. Yeah. Và tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton và máy nước nóng nhãn hiệu Atlantis, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây. Thì sao em nhớ anh thế này. Dễ thương. Mấy giọt nước rất là dễ thương. Hai bạn hết sức là hợp nhau. Trong những cái bộn bề mưu sinh tất bật thế này mà xem với cặp này, tôi chắc chắn là các bạn sẽ quên đi tất cả mọi việc. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Khán giả may mắn tại trường quay sẽ được nhận một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Đây. Anh bóc luôn rồi hả? Bóc luôn. Sao không bao giờ em được bóc vậy? Thì chúc em bóc đi. 43. 43, 43, ai cầm 43 nè. Lên, trời ơi. 43, chúc mừng bé. Đúng 43 đây, luôn. Một phần quà, nồi cơm điện của Akino trị giá 350.000 đồng, cảm ơn em, cảm ơn em. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Nam Thư, anh Quyền Linh.
Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.